Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo trong sáng nay, vùng mưa to ở miền Trung sẽ vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực phía nam của Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi và phần phía bắc của tỉnh Bình Định. Sau đó đến chiều và tối, vùng mưa vừa, mưa to sẽ mở ra khu vực Đà Nẵng rồi lan ra khu vực Thừa Thiên Huế và phần phía nam của tỉnh Quảng Trị. Theo dự báo, mưa ở miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Do mưa vẫn còn kéo dài nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ ở khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế vẫn duy trì ở mức từ 23 cho tới 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mức nhiệt từ 24 cho tới 26 độ. Vùng từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 tới 30 độ. Mưa cũng diễn ra nhiều ở các tỉnh phía Nam. Dự báo trong chiều và tối nay, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó, tại các tỉnh thuộc phần phía Nam của Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ, cục bộ có mưa vừa và mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi mưa trên 70mm. Trong mưa dông, người dân cũng cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt trưa chiều dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 29 tới 32 độ. Trong khi đó ở miền Bắc ban ngày trời có nắng, nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 22 tới 25 độ. Tuy nhiên đến đêm nay nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục thấp, phổ biến từ 15 cho tới 18 độ, riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn, vì thế người dân ra đường cần lưu ý mặc ấm. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 nên biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị tới Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía tây của huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động. Đáng lưu ý là các vùng biển phía Nam từ Quảng Nam đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, tại khu vực Nam Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật từ cấp 6 tới cấp 7 khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.